Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh YouTube của chúng tôi. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 đã chính thức bắt đầu, bang Iowa là phép thử đầu tiên đối với nỗ lực tái tranh cử của cựu tổng thống Donald Trump. Theo công ty thực hiện các cuộc thăm dò dư luận và thu thập kết quả bầu cử ở Mỹ Edison Research, ông Trump được dự đoán sẽ đánh bại các đối thủ để giành chiến thắng trong cuộc đua của Đảng Cộng Hòa ở bang này. Cuộc họp kín của Đảng Cộng Hòa để đề cử một ứng viên tổng thống của Đảng bắt đầu từ khoảng 19 giờ theo giờ địa phương ngày 15 tháng 1, tức 8 giờ sáng ngày 16 tháng 1 theo giờ Việt Nam, trong điều kiện thời tiết giá lạnh và nhiệt độ một số nơi giảm xuống âm 42 độ C. Cử tri đến 1.600 địa điểm học kín để bỏ phiếu lựa chọn ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa. Hai đối thủ chính của ông Trump là bà Nikki Haley, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, đồng thời là cựu thống đốc bang Sao Caro và ông DeSantis, thống đốc bang Florida. Theo cập nhật của tờ NBC News, với khoảng 85% số phiếu được kiểm, ông Trump hiện đang tạm dẫn đầu với gần 51% số phiếu bầu. Theo sau là ông DeSantis khoảng 21,3% và bà Nikki Haley khoảng 19,1%. Edison Research cho biết, ông Trump được dự đoán sẽ đánh bại các đối thủ để giành chiến thắng áp đảo trong cuộc đua của Đảng Cộng Hòa ở bang Iowa. Chủ tịch Hạ viện Mick Johnson đã chúc mừng chiến thắng của cựu Tổng thống Donald Trump tại Iowa. Ông Johnson nói chiến thắng lịch sử và mang tính quyết định của ông Trump tối nay sẽ giúp đảng của chúng ta ngày càng đoàn kết để chúng ta có thể đạt được chiến thắng cuối cùng vào tháng 11. Trước đó, đầu giờ tối ngày 15 tháng 1 theo giờ Mỹ, CNN dự đoán rằng ông Trump sẽ giành chiến thắng trong cuộc họp kín của bang Iowa. Về phần mình, ông Trump vẫn đang theo dõi quá trình kiểm phiếu trên kênh CNN và Fox News cùng các trợ lý tại trụ sở chiến dịch tranh cử Des Moines. Ông Trump cho biết ông được tiếp thêm sinh lực và rất vinh dự sau khi CNN dự đoán ông sẽ giành chiến thắng ở Iowa. Cựu Tổng thống Mỹ nói trong một cuộc phỏng vấn với Fox News Digital, Tôi cảm thấy tuyệt vời, thật vinh dự khi vài phút sau họ thông báo rằng tôi đã thắng trong một cạnh tranh rất đáng tin cậy. Một cuộc cạnh tranh tuyệt vời. Trong khi đó, một trong những trợ lý của ông là Margot Martin đã đăng một bức ảnh chụp ông Trump lên mạng xã hội cho thấy cựu tổng thống đứng trước hai chiếc TV lớn đang chiếu trực tiếp. Ông Martin viết trên mạng xã hội: "Đang thắng. Việc ông Trump đang giành lợi thế một lần nữa đã khiến cho nhiều quốc gia châu Âu không khỏi lo lắng trong bối cảnh khu vực đang đối mặt với nhiều rủi ro." Đầu tuần trước, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump lại trở thành tâm điểm chú ý trên chính trường châu Âu sau khi tiết lộ gây chấn động của một quan chức cấp cao Liên minh châu Âu EU. Theo ủy viên Công nghiệp và Thị trường nội bộ EU Thierry Breton, trong cuộc gặp năm 2020, Tổng thống Trump đã nói với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen rằng Mỹ sẽ không bao giờ giúp đỡ và hỗ trợ nếu châu Âu bị tấn công. Việc ông Trump có thực sự đưa ra những bình luận như vậy hay không không quan trọng đối với các quan chức châu Âu, bởi quan điểm của ông về vấn đề này đã được biết đến từ lâu. Khi còn ở Nhà Trắng, ông thường xuyên chỉ trích NATO, đề cập đến việc cắt giảm ngân sách cho khối trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump thực tế đã khiến châu Âu phải tự đánh giá lại chính sách an ninh của mình các quan chức kết luận rằng châu Âu cần chuẩn bị cho một tương lai mà họ không thể dựa hoàn toàn vào Mỹ như trước đây từ duy đó càng được nhấn mạnh khi tổng thống Joe Biden giữ nguyên nhiều chính sách mang quan điểm nước Mỹ trên hết từ thời người tiền nhiệm đặc biệt là vấn đề thương mại với Trung Quốc đây là lý do thứ hai khiến những lời nhắc nhở về quan điểm chống châu Âu của ông Trump trở nên nhức nhối về thương mại, châu Âu đã thực hiện các biện pháp nhằm giảm phụ thuộc vào các quốc gia đơn lẻ và đa dạng hóa chuỗi cung ứng để không bị rơi vào thế khó nếu một đối tác thương mại đột ngột thay đổi chính sách, như việc ông Trump từng áp thuế 25% đối với thép nhập khẩu từ EU. Bên cạnh những khó khăn, việc chống lại ảnh hưởng của ông Trump còn là một thách thức lớn, bởi Mỹ không phải là quốc gia thù địch với châu Âu. Châu Âu không thể áp lệnh trừng phạt kinh tế hay tăng cường hiện diện quân sự để đối phó với Mỹ, đồng minh truyền thống của họ. Các quan chức châu Âu không che giấu mong muốn về việc ông Trump không thể trở lại Nhà Trắng. Christine Lagarde, lãnh đạo Ngân hàng Trung ương châu Âu tuần trước còn nói rằng việc cựu tổng thống Mỹ tái đắc cử sẽ là mối đe dọa đối với châu lục. Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Guleba cảnh báo không còn nhiều thời gian để các nhà lập pháp Mỹ phê duyệt viện trợ bổ sung cho Ukraine. Đồng thời tuyên bố rằng cái giá mà các quốc gia phương Tây phải trả sẽ lớn hơn nhiều nếu lực lượng Nga giành chiến thắng trong cuộc xung đột. Trong bài phỏng vấn của ABC News đăng tải ngày 15 tháng 1, ông Kuleba cho biết việc cung cấp thêm tài chính và vũ khí cho Ukraine sẽ giúp Mỹ và các đồng minh NATO tránh đối đầu trực tiếp với Nga. Ông Kuleba cho hay, cho dù cái giá của việc hỗ trợ Ukraine hiện nay là bao nhiêu, thì cái giá để khắc phục tình trạng hỗn loạn trên thế giới nếu Ukraine thất bại trong cuộc xung đột sẽ cao hơn rất nhiều. Mỹ là nước viện trợ nhiều nhất cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, bao gồm viện trợ quân sự trực tiếp, gián tiếp, cũng như hỗ trợ tài chính và nhân đạo cho Kiev. Mỹ đã công bố gói viện trợ vũ khí và thiết bị quân sự cuối cùng trong năm 2023 cho Ukraine với trị giá 250 triệu đô la Mỹ. Tổng thống Mỹ Joe Biden đang tìm cách thúc đẩy quốc hội phê duyệt khoản viện trợ trị giá 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Tuy nhiên, các nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ chưa thông qua đề xuất vì cho rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden đang ưu tiên hỗ trợ cho Ukraine hơn là giải quyết các vấn đề trong nước như an ninh tại khu vực biên giới. ABC News lưu ý rằng các lực lượng Nga đã giành được một số lãnh thổ trong những tuần gần đây và chiếm ưu thế về hỏa lực. Tuy nhiên, ông Kuleba nói rằng những bước tiến của Nga là rất nhỏ và phủ nhận việc Nga đang giành ưu thế trên chiến trường. Ngoại trưởng Kuleba cũng bác bỏ một báo cáo vào tuần trước cho rằng một cuộc điều tra nội bộ của Lầu Năm Góc cho thấy, Mỹ không theo dõi chính xác số vũ khí trị giá hơn 1 tỷ đô la Mỹ được gửi đến Ukraine. Ông Kuleba nói, mọi thứ bạn trao cho chúng tôi đều được sử dụng cho mục đích tốt nhất là kết thúc xung đột này với việc Ukraine giành chiến thắng càng sớm càng tốt. Nhà ngoại giao Ukraine nhấn mạnh rằng, các báo cáo về việc vũ khí do Mỹ cung cấp được chuyển từ Ukraine sang các nơi khác trên thế giới là giả mạo. Trong khi đó, Ukraine lẽ ra đã có cơ hội đạt được hòa bình trong các cuộc đàm phán ở Istanbul năm 2022, nhưng điều gì đó hoặc ai đó đã thay đổi suy nghĩ của Tổng thống Zelensky. Ông Arestovic, cựu quan chức Ukraine, cho biết, đồng thời nhận định, Kiev có thể đối mặt với cuộc xung đột kéo dài 10 đến 15 năm. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin Unheard của Anh, ông cho biết, tôi là một thành viên của tiến trình Istanbul và đây là thỏa thuận có lợi nhất mà chúng tôi lẽ ra có thể thực hiện. Phái đoàn Ukraine đã mở xâm panh khi họ quay về Kiev, tin rằng đây là một thỏa thuận đã được tiến hành. Theo ông Arestovic, các điều khoản được chuẩn bị 90% cho cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin cho tới khi ông Zelensky hủy bỏ các cuộc đàm phán. Cựu quan chức Ukraine nhận định với Unheard, rất nhiều người nói rằng chính cựu Thủ tướng Boris Johnson đến Kiev và chấm dứt cuộc đàm phán này với Nga. Tôi không biết chính xác điều đó là đúng hay sai. Ông ấy đã đến Kiev, nhưng tôi nghĩ ngoại trừ ông Zelensky và ông Boris Johnson, không ai biết họ nói về điều gì. Vai trò của cựu Thủ tướng Anh Johnson trong việc phá vỡ các cuộc đàm phán hòa bình ở Istanbul đã được hãng tin Ukrainska Pravda đưa tin vào tháng 5 năm 2022. Theo hãng tin này, ông Johnson đến Kiev với hai thông điệp đơn giản, rằng không nên đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin và ngay cả khi Ukraine sẵn sàng ký một thỏa thuận nào đó với Nga, thì phương Tây cũng không làm vậy. David Arakhamia, lãnh đạo đảng của Tổng thống Zelensky trong Quốc hội Ukraine, đã đề cập đến chuyến thăm trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 11 năm 2023, giống như nói với người Ukraine rằng hãy tiếp tục chiến đấu. Cựu Thủ tướng Anh cuối cùng cũng đã bình luận về vấn đề này vào tuần trước, cho biết ông chỉ nói với Tổng thống Zelensky rằng Anh sẽ ủng hộ Ukraine 1.000% và chỉ trích bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào với Nga. Ông khẳng định ông không ra lệnh bất kỳ ai làm điều gì. Theo ông Arestovic, xung đột hiện đã vượt ra ngoài Nga và Ukraine, đẩy phương Tây chống lại bán cầu Nam. Chúng ta phải đàm phán về một hệ thống an ninh hoàn toàn mới cho châu Âu, có tính đến tất cả các khía cạnh của vấn đề này", Ông Arestovic nhận định, đồng thời cho biết thêm rằng NATO sẽ cần thảo luận với Nga về những gì cần làm để đảm bảo không sử dụng lực lượng quân sự ở châu Âu để quyết định các vấn đề chính trị. Ông Arestovic nói, có lẽ tôi nên nói thêm rằng tôi hoàn toàn cảm thấy bi quan về điều sẽ xảy ra. Đó là chúng ta sẽ phải đối mặt với 10 hoặc 15 năm xung đột ở châu Âu. Khi lực lượng Hamas tấn công Israel vào ngày mùng 7 tháng 10 gây ra cuộc xung đột mới tại giải Gaza, sự chú ý của phương Tây đã chuyển sang khu vực Trung Đông. Các nhà ngoại giao và quan chức quân sự phương Tây thậm chí còn tập trung nhiều hơn cho khu vực này khi Mỹ và Anh trả đũa các cuộc tấn công của lực lượng hầu thi do Iran hậu thuẫn nhằm vào tàu thuyền và tàu hộ tống của họ. Trong bối cảnh xung đột lan rộng ở Trung Đông, chiến dịch phản công của Ukraine nhằm đẩy lùi Nga ra các vùng lãnh thổ cho đến nay vẫn chưa đạt được bất cứ tiến triển nào. Tổng thống Nga Putin cho biết quốc gia này vẫn giữ vững các mục tiêu thời gian gần đây moscow đã gia tăng các cuộc tấn công vào nhiều thành phố của ukraine đặc biệt nhắm vào tổ hợp công nghiệp quốc phòng và cơ sở sản xuất vũ khí ở nhiều khu vực nga đã giành được thế chủ động trên tiền tuyến đồng thời đang cố gắng tạo ra bước đột phá lớn hiện cả nga và ukraine đều chưa thể hiện thiện trí đàm phán vì mong muốn tìm kiếm đòn bẩy trên tiền tuyến ukraine cho rằng việc tham gia đàm phán có thể khiến họ phải nhượng lại lãnh thổ cho nga khi mà sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Kiev ngày càng giảm sút trong bối cảnh các trở ngại chính trị gia tăng. Cuối tuần qua, Ukraine đã tổ chức cuộc họp gồm các quan chức cấp cao của những nước đang phát triển và các nước phương Tây ủng hộ Kiev tại Davos, Thụy Sĩ, trước thềm diễn đàn kinh tế thế giới nhằm củng cố sự hỗ trợ và tăng cường gây sức ép cho Nga. Các cuộc thảo luận tập trung vào một số điểm được nêu trong đề xuất hòa bình 10 điểm của Ukraine, trong đó nêu bật điều kiện Nga phải rút quân tác động môi trường của cuộc xung đột và tầm quan trọng của việc ngăn chặn xung đột leo thang. Một quan chức EU cho biết cuộc thảo luận đề cập đến tác động lan tỏa của cuộc chiến đối với tình hình an ninh lương thực toàn cầu. Những người tham gia đàm phán cho biết mặc dù các cuộc thảo luận rất hữu ích nhưng không tránh khỏi sự bất đồng quan điểm. Trong khi một số nước kêu gọi đưa Nga vào cuộc đàm phán thì một số nước khác yêu cầu Ukraine hành động nhiều hơn để buộc Nga rút lui. Cuộc phản công thất bại của Ukraine vào mùa hè năm 2023 đã làm phức tạp thêm nỗ lực của các nhà lãnh đạo phương Tây nhằm kêu gọi sự ủng hộ của công chúng dành cho Kiev. Ông Janis Klug, thành viên cấp cao tại Viện An ninh và Quốc tế cho rằng, nếu như trong giai đoạn đầu các nhà lãnh đạo phương Tây tập trung chủ yếu vào năng lực phòng thủ của Ukraine, thì hiện giờ họ quan tâm nhiều hơn đến mối đe dọa từ việc Nga có thể giành chiến thắng. Kết quả một cuộc chiến tiêu hao thường được quyết định bằng việc bên nào có ngành công nghiệp vũ khí tốt hơn. Nền kinh tế Nga có quy mô lớn gấp gần 14 lần so với Ukraine, nhưng nguồn lực của các đối tác hỗ trợ Ukraine cũng khá lớn và điều này có thể giúp Kiev phần nào cân bằng cán cân sức mạnh. Tuy nhiên, khi cuộc xung đột bước sang năm thứ ba, ngành công nghiệp quốc phòng của Nga đang nỗ lực xoay chuyển cuộc xung đột theo hướng có lợi cho họ. Đạn pháo là một trong những vấn đề rõ ràng nhất. Vào giai đoạn cao điểm của cuộc phản công, Ukraine sử dụng khoảng 7.000 viên đạn mỗi ngày, nhiều hơn đáng kể so với Nga. Nhưng điều này đã thay đổi kể từ tháng 12 năm 2023. Ukraine chỉ sử dụng khoảng 2.000 quả đạn pháo mỗi ngày, trong khi Nga sử dụng với số lượng cao gấp 5 lần. Ông Jack Watling, nhà nghiên cứu cấp cao về chiến tranh trên bộ tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia Anh cho rằng, phương Tây phải đối mặt với hai sự lựa chọn vô cùng khó khăn, hoặc cung cấp cho Ukraine những gì mà nước này cần, hoặc hạn chế viện trợ ép để vượt Nga về dự trữ vũ khí. Cả Mỹ và Liên minh châu Âu đều đang gặp khó khăn trong việc cung cấp viện trợ cho Ukraine. Khoản tiền lên đến 60 tỷ đô la Mỹ mà Mỹ có kế hoạch viện trợ cho Ukraine vẫn chưa được quốc hội nước này thông qua do tranh cãi về vấn đề nhập cư. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo EU đang bất đồng về khoản hỗ trợ tài chính hơn 50 tỷ đô la Mỹ, giúp duy trì hoạt động của Ukraine trong 4 năm tới sau khi Hungary phủ quyết kế hoạch này vào tháng 12 năm 2023. Ukraine lo ngại mâu thuẫn giữa các đảng phái của Mỹ và sự phản đối của ứng viên Tổng thống Donald Trump sẽ làm mai một cam kết hỗ trợ từ lầu năm góc, khiến họ phải phụ thuộc hoàn toàn vào châu Âu. Đến thời điểm hiện tại, châu Âu được cho là đã nỗ lực rất nhiều trong quá trình viện trợ cho Ukraine. Khoản viện trợ của các nước châu Âu gộp lại đã vượt qua con số 44 tỷ đô la Mỹ mà Mỹ dành cho Ukraine. Riêng Đức, đã chi hơn 17 tỷ euro và các nước Bắc Âu cũng đang đẩy mạnh cam kết. Trong tháng 1 năm 2024, NATO cho biết họ sẽ giúp một nhóm thành viên EU mua số lượng lớn 1.000 tên lửa phòng không Patriot trị giá khoảng 5 tỷ euro. NATO không được phép gửi viện trợ sát thương trực tiếp tới Ukraine, nhưng kế hoạch này sẽ cho phép các nước thành viên EU tự do chuyển giao tài sản phòng không của mình cho đối tác. Tuy vậy, giới phân tích cho rằng không có nỗ lực nào trong số này đáp ứng được tính cấp bách của tình hình. Theo Bộ Quốc phòng Estonia, sản lượng đạn pháo của Nga sẽ đạt 4,5 triệu quả trong năm nay. Còn Russia cho rằng Nga đang sản xuất 100 tên lửa tầm xa mỗi tháng, nhiều hơn gấp đôi công suất so với giai đoạn đầu xung đột.